Tốt nghiệp là một trong những cột mốc rất quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của cuộc đời mỗi con người. Và để góp phần cho ngày lễ tốt nghiệp thêm trọn vẹn thì không thể nào thiếu sự có mặt của gia đình, thầy cô, bạn bè cùng với những món quà tặng tốt nghiệp đầy ý nghĩa. Hiện nay trên thị trường, hầu như ly sứ được thiết kế với rất nhiều mẫu mã đa dạng phong phú. Ly sứ được thiết kế với đầy đủ chủng loại, kích thước, chất liệu men, từ men bóng tới men mát. Ly sứ có quai hoặc không quai, ly sứ có nắp hoặc không có nắp. Ly sứ được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau như ly sứ dám vát, ly sứ quay xe, ly sứ trụ, ly sứ bầu, v.v. Ly sứ được kết hợp thiết kế đa dạng như thế nhằm đáp ứng được nhu cầu lớn của khách hàng. Đặc biệt hơn, nếu những chiếc ly sứ cốc sứ này được in lên những hình ảnh cá nhân để làm quà tặng tốt nghiệp thì không có gì quý giá và độc đáo bằng. Cốc sứ được in bằng công nghệ in truyền nhiệt, do đó luôn đảm bảo về màu sắc, hình ảnh cũng như độ bền của sản phẩm. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi chọn làm quà tặng tốt nghiệp cho bạn bè, người thân của mình. Chúng tôi có một đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, do đó sản phẩm luôn làm vừa lòng khách hàng. Hãy liên hệ ngay đến Yêu Media để được phục vụ tốt nhất tại địa chỉ số 430 Tây Sơn, Hà Nội. Điện thoại 092 543 6888.